Hello anh em, đã quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Trong video lần trước thì chúng ta đã được chia sẻ tay và cũng như trải nghiệm nhanh về chiếc Lenovo Legion Slim 7 này. Đúng như lời hứa thì mình sẽ làm thêm một video nữa, và trong video lần này chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm về hiệu năng cũng như là về khả năng tản nhiệt của chiếc máy này, để xem là trên một cái thiết kế nó mỏng, nó nhẹ như thế này thì khả năng tản nhiệt của nó có được tốt hay không anh em nhé. Và còn chờ gì nữa, hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Đầu tiên thì anh em hãy cùng mình đi qua một số các bài test Cinebench cũng như là Geekbench để xem điểm số CPU và khả năng render của em máy này tới đâu anh em nhé. Và sau đó thì sẽ cùng tới với những bài test game, khả năng tản nhiệt, khả năng render video qua phần mềm Adobe Premiere và cả nhiệt độ ở trên em máy này trong quá trình mà chúng ta sử dụng nữa. Ok, đầu tiên sẽ là bài test Cinebench. Những bài test Cinebench có R15 và R20 thì điểm số Cinebench R15 chúng ta sẽ có mức điểm số là 140,44 FPS và 1384 điểm. Rồi, sau đó thì sẽ là bài test Cinebench R20. Là một cái mức điểm số nó cũng khá là cao cho anh em. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi so sánh nhá. Tiếp theo sẽ là bài test Geekbench 5. Thì qua bài test Geekbench 5 này chúng ta có thể thấy được cái mức điểm số của em nó, điểm đơn nhân sẽ là 1314 điểm đơn nhân và điểm đa nhân sẽ là 5971 điểm, thì nó sẽ thấp hơn khá khá so với cả em Ryzen 7 5800H. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tới với bài test edit cũng như là render video. Đây là một đoạn video 4K mình edit thì nó sẽ có độ dài là 4 phút 48 giây. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu render để xem là nó sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian cho cái video này. Ok, và như vậy là chúng ta đã render xong. Thì mình đã mất 4 phút 30 giây để có thể render xong một cái video dài gần 5 phút 4K anh em nhé. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng tới với bài test game. Với tựa game hôm nay mình lựa chọn thì sẽ là tựa game The Division 2. Đó, thì cái tựa game này mình đã đẩy mức setting lên tới Super High và Ultra rồi. Và cùng để xem là cái màn thể hiện của em máy này nó được tới đâu. Thì cái mức nhiệt độ em nó mang lại cho chúng ta là khá cao. Nhiệt độ của GPU nó loanh quanh khoảng dưới 80 độ, khoảng độ 76 độ trung bình. Và mức điện năng tiêu thụ nó sẽ vào khoảng độ 70-75W điện, dưới 75W điện. Trong khi đó thì CPU nó sẽ có cái mức tiêu thụ điện năng nó cao hơn vào khoảng độ sấp xỉ 50, cho đến thậm chí có những lúc nó lên hơn 50, thậm chí lên tới tận 58W điện. Và nhiệt độ nó cũng khoảng độ 95 độ trở xuống, đấy, khoảng độ 91 độ, thì khoảng cao lắm thì nó lên được 92 độ. Còn đâu sẽ loanh quanh khoảng 86 cho đến 89 độ C. Và trong quá trình mình chiến game thì không gặp hiện tượng throttling anh em nhé. Cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm để sử dụng vào những cái tác vụ nặng. Bởi vì là khi mà mình chiến cái tựa game Division 2 thì nó đã rất là nặng rồi, nhưng mà em máy này vẫn cho chúng ta một cái mức hiệu năng vô cùng là mượt mà và thoải mái. Rồi cuối cùng sẽ là tựa game CSGO, thì không có gì phải nói nữa rồi. Một tựa game rất là nhẹ nhàng cho chúng ta để có thể giải trí, để có thể chiến được mọi lúc mọi nơi trên một cái thiết bị như này thì vô tư và thoải mái anh em nhé. Và nếu như anh em để ý, khi mà chúng ta chiến cái tựa game The Division 2, có những lúc điện năng tiêu thụ của em CPU này lên tới 58W điện, nhưng mà nhiệt độ của em nó chỉ loanh quanh khoảng 90 độ C trên một cái thiết kế nó mỏng nhẹ như thế này. Phải nói đây là một cái điều rất là đáng giá anh em ạ. Và như vậy là anh em đã vừa đi qua cái video test hiệu năng cũng như là về khả năng tản nhiệt của chiếc Legion Slim 7 này. Không biết anh em có cảm nghĩ thế nào về cái chiếc máy này, một thiết bị rất là mỏng. Nhiệt độ, mức nhiệt độ của em nó khi mà mình chiến game hay mình làm việc nó cũng ở mức khá là cao, tầm 75 cho tới 80 độ với CPU cả GPU, thì đây là một cái mức nhiệt độ nó khá là nóng đúng không nào anh em. Nhưng mà cũng phải hiểu là trên một cái thiết bị nó mỏng như thế này khó thể mà tránh khỏi được. Để mà tối ưu hơn thì mình nghĩ anh em sẽ nên đầu tư thêm một chiếc đế tản nhiệt khoảng độ vài trăm nghìn tới khoảng hơn 1 triệu một chút đấy. Nó sẽ quạt cho chúng ta một cái chiếc máy nó được mát hơn. Còn với cái chiếc máy này thì nó mỏng quá, tản nhiệt hơi yếu anh em nhá. Còn hiệu năng thì rất là đảm bảo cho chúng ta rồi. Mình đã thử vào rất là nhiều các công việc như anh em thấy đấy, edit, render video, rồi là chiến những cái tựa game rất là nặng, hay là làm bất cứ công việc gì đến văn phòng thì em nó đều đáp ứng rất là tốt cho chúng ta. Nếu mà anh em cảm thấy yêu thích video này thì hãy đừng quên để lại một like, subscribe channel cũng như là nhấn nút chuông để có thể nhận thông báo về những video mới nhất anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.